Rồi, bây giờ bắt đầu tôi sửa bài này nha. Demo 7.php nó là mã JSON. Thì sau khi format thì chúng thấy cấu trúc nó là như vậy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc nó nha. Đổ nó vào trong list view, bắt đầu. Tôi tạo một trang mới nha. Demo JSON 7 empty. Rồi, bắt đầu. Rồi, tôi cho một list view đem qua ha. Rồi, đặt tên này là list view ca sĩ, enter. Rồi, ấn xả nó. Xong. Bây giờ chúng ta xác định rằng là nó là một custom adapter. Thành ra là bước đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái lớp để quản lý từng dòng, đặt tên là ca sĩ. Rồi, ta tạo lớp ca sĩ. Thì ca sĩ của chúng ta sẽ có những thuộc tính gì đây? Bây giờ quay lại đây dòm thử nè. Họ tên, năm sinh, email và hình. Thì trong đó năm sinh là số. Public string họ tên integer function string email public string hình. Không hiểu chỗ nào thì các bạn cứ hỏi nha. Tiếp, tôi khai báo construct nè. Generate một constructor cả bốn tham số luôn. Ok. Rồi, xong, đẹp ha. Tiếp custom adapter, thành ra tôi sẽ làm thêm một cái layout mới để quản trị cho cái giao diện cho mình. Tôi sẽ add một cái empty activity. Tôi đặt tên là dòng. Mỗi dòng là một ca sĩ, đặt tên là dòng ca sĩ. Đấy. Cái file Java đóng đi không cần. Chúng ta chỉ cần viết XML để làm giao diện thôi. Rồi, chọn lại có theme nào cũng được ha. Ok. Rồi, thì mỗi giao diện của tôi thì như tôi đã nói, cái quan trọng là tôi có tấm hình chưa đã. Đấy, tấm hình này tôi cho kích thước khoảng 150 dB. Rồi, chiều cao khoảng 200 dB. Ok. Rồi, tấm hình à, bên phải thì chúng ta sẽ có ba cái tag view ha. Một. Ok, hai. Rồi. Cái này là image view hình, đặt ID nè. Tiếp. Thằng này là text view họ tên. Để text view năm sinh. Họ tên, năm sinh và email. Email. Xong. Rồi, đây là bước thiết kế cái layout ha. Ok. Mình chỉnh cái background xíu nha. Background. Background. Rồi. Để cho cái màu xanh. Choose. Ok. Rồi, xong. Bước layout là như vậy ha. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo một cái list adapter. Đây, tôi vào cái snippet của mình nhé, kéo xuống chỗ list view để lấy cái list adapter. Cái này thì mình cũng rành luôn rồi ha. Đây, chúng ta sẽ khai báo một cái list adapter. New Java class list adapter. Rồi, đây list adapter của mình. Sau đó chúng ta cấu hình ở
trong đây thứ nhất mỗi dòng của chúng ta là một ca sĩ, một ca sĩ hai ba chỗ. Cái layout của chúng ta là activity dòng ca sĩ, và cuối cùng chỗ này thì chúng ta sẽ xả tt1 đi ha. Tt1 là text view họ tên, rồi tt1 set text, bề phở là một ca sĩ, ở đây tôi gán họ tên xong. Chúng ta có ba cái text view, tôi làm trước ba cái text view này đi ha. 1 2 3. TT2 của chúng ta sẽ là text view nam sinh. Nam sinh, nhưng mà nam sinh là số, thành ra tôi ép kiểu. Xong. TT2 rồi, cuối cùng là TT3. TT3 là text view email. Email. Rồi, tôi có cái image view imgv. Image view file vv.file or id image view hình. Rồi, xong, tập trung nhìn lên. Ở đây tôi có cái image view. Và bê phở chấm hình thì chúng ta có cái đường dẫn của tấm hình trên mạng móc về. Tại trong Jason chúng ta lưu đường dẫn tấm hình trên mạng mà. Như vậy rõ ràng á là đúng đến lúc này, ngày xưa bữa trước là bạn có làm thao tác là bạn khai báo cái scene, bạn gọi scene như đây. Mà làm như vậy nó không chạy được, tại vì á scene nó chịu không cái nổi với list view. Vì sao không? List view bạn có 10 dòng đi, phân tích tại sao trước bạn bị lỗi cái hình nè. Nếu mà dùng scene lý thuyết thì là bạn làm đúng, nhưng mà thực tế học ở scene không áp dụng được bài này. Lý do, tưởng tượng list view bạn có 10 dòng đi. Bục một cái 10 dòng nó hiện ra. Trong khi đó ở scene nó chạy như sao? Tấm nhất load xong tới tấm thứ hai, tới tấm thứ ba, tấm thứ tư nặng quá nó lâu một chút, rồi tấm thứ năm. Trong khi list view bục cái 10 tấm hiện ra, thành ra nếu bạn nào để ý bữa trước á, bạn vừa rình lên cái là 10 tấm nó chớp ngay cái tấm đầu tiên á, nó đợi load hết 10 tấm rồi nó đổ rải xuống. Mà khi bạn trượt lên trượt xuống rồi nhấp nữa là do thao cơ chế là ở scene nó rất là bị động mà nó không có chịu nổi với list view. Hành ra đối với list view chúng ta phải dùng Picasso cái load về thì không bị trường hợp đó. À, thì dùng Picasso chúng ta như sau, mới học thứ thời đây. Muốn xài Picasso chúng ta vào ngay trang gốc của nó. Đây. Thứ nhất là nhúng vào project của mình. Tôi xài kiểu Rado nha, tại vì tôi đang có internet mà. Và nhớ là nếu mà offline không internet thì xài chấm ra, trong túi cũng sẵn là chấm ra nha. Rồi, bây giờ tôi nhúng Picasso mới về học nè. Bạn nào dễ trẻ nhìn kỹ nha. Mở app View Gradle, các bạn chỗ dependency á, các bạn dán cái dòng này vô, bấm xin cái ngay lập tức nó download dữ liệu trên mạng về, nó nhúng Picasso vô app cho mình. Chưa xong nha, đang chạy đó, bây giờ mới xong rồi. Thì sau khi xong rồi chúng ta thoải mái lấy hàng này ra xài, kéo lên Picasso context đó, dán vô xong. Cái này là get context layout. Này đường dẫn tấm hình sẽ là bê phở chấm gì hình load vào trong cái image view imgv hết khỏi là xin gì thế này hết á, load hình về thôi được ha, quá đẹp rồi xong. Bây giờ tôi khoan hãy nói tới cái việc là đọc Jason, tôi tạo dữ liệu nháp cho nó trước đi ha, dữ liệu ảo chạy trước ra list view đã, nên là tôi kiểm tra con này chạy chưa. Xong rồi tôi mới nghĩ tới cái việc Jason, chứ đừng có làm nguyên cục cái này xong quất Jason lì luôn. Chứ còn không biết sao chỗ nào, không nên làm vậy. Đó, cách làm ha. Bây giờ tôi sẽ khai báo cái array list. Mỗi phần tử chúng ta sẽ là một ca sĩ. Rồi, mảng. Đây. Mảng bằng new array list ca sĩ. Đấy. Mảng chấm s. Ở đây tôi new một ca sĩ mới và tôi truyền vào là tôi có không nhớ là nó là gì đây. Họ tên, nam sinh, email, hình. Họ tên, email, nam sinh, hình.
Rồi, tên năm sinh ở đây mèo ha. Ok, hết loại. Và cái đường dẫn hình á, chạy lên mạng nha, bóc một vài tấm khác nhau luôn, càng nhiều càng tốt, miễn là nó khác nhau thôi ha. Hình ảnh nè, một hai ba, nghe nè, cố tình lấy tấm hình nặng thiệt nặng nha, thí dụ tấm này đi 1.400 như 1.600 nè, nó rất là nặng, tấm này thì nhẹ, tiếp tấm này hơi hơi nhẹ tại vì nó 400 mấy, tấm này nặng gần 1.000 luôn, thấy chưa, tấm này nhẹ và tấm này nặng nặng nhất luôn 1.400, thấy chưa. Nghĩa là tôi cố tình tôi lấy những tấm hình vừa nhẹ vừa nặng trộn chung với nhau để bạn thấy được cái sức mạnh của cái thằng Picasso nha. Chúng ta có 5 tấm hình, 1 2 3 4 5. Đường dẫn tấm thứ nhất nè, qua ngay đây, tiếp tấm thứ hai, tiếp tấm thứ ba, tấm này nặng nè, tấm thứ tư, tấm thiệt là nặng luôn đấy, thấy chưa, có cái mảng rồi, tôi khai báo cái list adapter, bằng new list adapter layout nè, R layout dòng ca sĩ và tôi quăng cái mảng vào, có list adapter rồi tôi gắn cho LV set adapter, rồi xong chạy thử nha. Check coi ra internet chưa nha. Rồi xong chạy. Ok. Đó, bạn thấy tấm nào nặng đó, nó hiện ra sau thấy chưa? Còn tấm nhẹ thì ra trước, đó, chỗ nào cũng ra hết. Và bạn thấy trượt lên trượt xuống nè, có bị nhảy không? Không. Hiện rất là đẹp. Bữa trước á là bạn hiện lên cái tấm đầu tiên nè, chớp 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 chớp, mấy tấm dưới nó không hiện. Nó chớp một hồi đã rồi bạn tuồn chuột xuống nó mới hiện ra. Mà chưa kể trường hợp đang đang tuồn nha, cái tự nhiên cái thằng này nó chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt. Là do thằng 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 ở xin nó chịu không nổi. Còn Picasso ở đâu hình dạng đứa chứa trong cái bộ nhớ cái số máy RAM rồi nó đẩy hình ra như vậy, giống như là bạn đã chạy hình cồ vậy. Thành ra là bạn không có bị trường hợp nào bị hư hình nữa, thấy chưa. Rồi xong nhớ ha, thấy thấy cái điểm lợi thế của Picasso nha, rồi biết biết Picasso rồi thì cái chỗ đi raster này xài đúng dòng thôi, khỏi là xin là xí gì hết, hiểu à, hiểu bài ha. Rồi đó, có cái mới là mới cho nó thôi. Như vậy thì tôi quay lại cái bài nhân tiện đây chúng ta ôn là cái Jason luôn nha. Thì cái khúc này là cái khúc mà ở đây là new ca sĩ thì cứ để đó nha. Khúc này là cái nơi mà chúng ta ép phần tử vô mảng và tạo cái list adapter. Rồi, chúng ta sẽ đọc Jason về để đổ vô đây chứ không có làm vậy. Rồi, đầu tiên nha, đọc Jason ôn lại luôn. Đọc Jason thì giải pháp trước tiên là chúng ta phải đọc được cái nội dung của này về trước đã. Muốn đọc nội dung này về thì chúng ta phải cần cái hàm đọc chuỗi đây, đọc nội dung tôi đang trong hàm main activity nhé, bước hàm đi vô. Rồi tiếp tôi sẽ khai báo một cái class như là đọc JSON extend syntax quá quen với mình rồi, chúng ta truyền qua địa chỉ trang web integer string. Xong Internet Enter implement class, tôi thêm hàm join background và sau khi đào về xong tôi gọi hàm on post execute. Join background tôi làm gì? Tôi trả về cái hàm mới vừa khai báo đọc nội dung đó và tôi truyền vào parent phần tử thứ không. Xong
Và ở đây nó trả về cái gì thì S là cái đó đó. Bây giờ tự tin luôn là chắc chắn S đã đọc rồi, khỏi tốt ra nha. Đọc luôn nè. Giờ phân tích đây. Nhìn qua đây cho dễ. Bạn thấy là mặt vuông lớn nhất đúng không? Như vậy thì tất cả những gì bạn đang nhìn thấy ở đây là mặt vuông, mà mặt vuông nó là cái gì bạn? Đúng rồi, JSON array root bằng new JSON array S. Và như thường lệ nó bắt là cái thằng này phải để tra cá. Bây giờ tôi cho phần tử nó duyệt nha. Int y bằng 0, y nhỏ hơn root length. Đấy. Bạn thấy nè, cứ mỗi phần tử là một ngoặc nhọn, mà ngoặc nhọn là JSON gì? Chính xác. JSON up, xin lỗi, JSON object phần tử. Hay là ca sĩ đi. Ca sĩ là root, chúng ta get đã nó là JSON object, mình get là JSON object. Phần tử thứ y, biết y là muốn chạy mà. Đó. Bật một thằng ra. Muốn lấy họ tên, mà để đi đấy nè, sau họ tên nó là chuỗi. Như vậy muốn lấy cái thằng này dùng hàm get gì? Get string. Thí dụ như là, nhưng mà tôi đâu muốn như vậy, nhìn nè. Khúc new nè. Tôi mượn hàm. Nha. Rồi. Tôi thả xuống đây. Rồi giờ bắt đầu nè. Cái này á, bắt đầu tôi đổ dài đây bạn quan sát nha. Tên, năm sinh, email, hình. Là tôi ép nó vào cái mảng ca sĩ của mình nè. Ha, ép mảng ca sĩ nè. Đó. Mảng ép một ca sĩ mới. Ở đây là họ tên. Họ tên thì sẽ là họ tên ca sĩ là lấy họ tên ra. Họ tên. Thì họ tên thì này là ca sĩ. Là cái object. Chúng ta dùng hàm get string ca sĩ. Thấy chưa? Năm sinh. Năm sinh là số và thấy chưa? Sau năm sinh là số đúng không? 1987. Như vậy ở đây sẽ là ca sĩ. Chúng ta dùng hàm get gì? Get in. Năm sinh. Tiếp tục email. Email bạn thấy ở đây nó là chuỗi. Như vậy tôi sẽ dùng là ca sĩ get string email. Và cuối cùng là cái hình. Đó, hình thì sẽ là ca sĩ get string hình. Xong. Thì khi dòng for nó chạy xong rồi bạn đi ha. Khi mà bạn on create thì bạn tạo cái mảng new rồi. Vậy chúng ta không có làm cái này nữa. Mà chúng ta chỉ tạo list adapter khi mà nó add xong. Như vậy đem cái dòng này cắt đi ha. Vậy là trong OnCreate chúng ta chỉ có tạo cái bản mới thôi. Rồi. Ở đây dòng for nó chạy xong. Khi dòng for chạy xong rồi, lúc đó chúng ta có cái mảng. Và ra ngoài dòng for chúng ta tạo list adapter và gán cho every hết. Hiểu chưa? Như vậy thì trong OnCreate thì mới tạo cái mảng thôi. Phải làm gì đây? Run on UI new rendable. Kích hoạt ở scene lên. Đọc JSON execute. Và chúng ta truyền địa chỉ vào hết. Ha. Ok, địa chỉ chúng ta là đây, demo 7. Ok nha, rồi chạy. Xong. Đó, cái hình nó nặng, từ nó hiện ra không sao đó. Rồi, xong, thấy chưa? À, như vậy thì cái này tôi vừa đọc JSON về và tôi áp dụng Picasso và không còn bị lỗi cái hình như bữa trước nữa. Quá đẹp. Được ha. Như vậy thì tóm lại các bước tôi làm như sau. Thứ nhất tôi tạo lớp ca sĩ. Tạo lớp ca sĩ ha. Tóm tắt lại nè. Bước số 2 chúng ta tạo layout, đặt ID đàng hoàng. Bước số 3 tạo list adapter. Trong đây quan trọng nhất là chỗ image view chúng ta dùng Picasso chúng ta load về. Rồi. Cuối cùng là trong Java thì tôi sẽ tiến hành đọc cái JSON. Và có JSON này tôi sẽ gỡ từng giá trị ra, tôi add nó vào cái mảng. Có mảng rồi tôi gán cho list view hết. Thì đây là cái bài mà đọc cái JSON đổ cho list view. Và sẽ gặp rất nhiều sau này. Ok ha. Rồi.